Buông tôi ra, ta phải giết hắn. Ta phải giết hắn. Nếu trong một tháng không phá được án, Bao Chuẩn đồng ý đầu lìa khỏi cổ. Được. Đứng lại. Không ngoài dự đoán của Bao đại nhân, còn chạy đâu? Quân lính Hà Đông thiếu lương, tính sứ vào thành bị giết. Trên dưới quần thần không ai không biết. Nhưng lúc này ngài phái Tống Kỵ đem ngân lượng đến Hà Đông, có phải là để bù vào quân lương bị thiếu hay không? Nói vậy, Hà Đông thiếu lương, tính sứ bị giết, không liên quan lão phu. Vậy tại sao ngài lại bảo hắn đến đưa ngân lượng? Lão phu làm việc cần nói với ngài sao? Bao đại nhân nếu muốn biết cụ thể, hãy vào cung hỏi hoàng thượng. Người đâu? Bắt Tống Kỳ giam vào đại lao, hôm khác hỏi tiếp. Mùa đông năm ngoái, xuân năm nay, Khiết Đan và Trung Nguyên chúng ta có giao chiến. Hà Đông thương vong rất nặng, do đó trẫm hạ chỉ đưa thêm Hà Đông 50 vạn lượng quân lương. Không ngờ gây nên hiểu lầm lớn như vậy. Đáng lẽ trẫm nên nói với khanh trước. Hoàng thượng, nếu là tăng thêm quân lương cũng phải do Tam Ty làm. Sao có thể bảo thái sư đưa Tống Kỳ thực hiện? Tống Kỳ không còn ở Tam Ty, hiện chỉ là một kẻ thường dân. Làm vậy sợ về lý về tình đều không hợp. Đây là trẫm nhất thời quyết định, do đó không thông báo với Tam Ty, trực tiếp bảo thái sư đi làm. Còn tại sao thái sư bảo Tống Kỳ làm, trẫm cũng không rõ. Nếu đúng như vậy, ông ta không đúng rồi. Sáng mai thượng triều, trẫm sẽ hỏi ông ta. Còn Tống Kỳ, hắn vô tội, tha hắn đi. Không, hoàng thượng, vấn đề của Tống Kỳ còn rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ vẫn chưa tra hỏi rõ ràng, sao lại sớm thả hắn? E rằng không chút hợp lý. Chính khanh đã nói Tống Kỳ đã là một kẻ thường dân, trẫm đã cách chức hắn ta, tức đã trừng phạt hắn rồi, cần gì phải tra hỏi nữa. Chuyện này Bao khanh, trẫm có lời này, không biết khanh có muốn nghe không? Nói trả án trong một tháng, nhưng mà đến hôm nay vụ án không chút tiến triển. Chỉ sợ đến ngày đó, ta và khanh quân thần đều khó xử. Có văn tự sinh tử làm bằng, trẫm không thể không để khanh chết. Nhưng mà khanh chết thật là oan ức. Khanh hết lòng trung thành, còn trẫm cũng không muốn mang tội danh là giết chết trung thần. Văn tự sinh tử này ta thấy hay là khanh quỷ nó đi. Khanh hãy vì trẫm mà suy nghĩ lại. Không, hoàng thượng đã ký tên vào văn tự, sao có thể tùy tiện quỷ đi? Thời gian một tháng vẫn còn dài, thần nhất định nỗ lực điều tra. Nếu đến khi đó vẫn không hoàn thành, không thể không chết, vậy thần chết cũng không hối tiếc. Bảo khanh nghe lời trẫm đi, đừng có trả án nữa. Thứ tội thần không thể phụng chỉ. Trẫm nhiều lần khuyên can, khanh không nghe. Để đến khi đó, khanh đừng trách trẫm vô tình. Nếu đến ngày đó vi thần vẫn tìm không được chứng cứ, vậy chứng tỏ thần bất tài. Thần cũng không quán giận hoàng thượng. Xin thứ cho thần cáo lui. Đô tài to gan, dám hỏi hoàng thượng, nếu Bao đại nhân đến hạn vẫn không tra được án, hoàng thượng có ban tội chết cho ông ta không? Ngươi theo trẫm hơn 10 năm, vẫn không biết cách đối nhân xử thế sao? Từ xưa đến nay, phàm các bậc đế vương, bất luận thế nào, đều thông thạo ngũ hành, tương sinh tương khắc. Cái gọi là tương sinh tương khắc là chính tà lưỡng dụng, trung gian đồng hành. Vì vậy trẫm không thể mất Bao Chuẩn, cũng không thể mất thái sư. Nô tài không hiểu. Hoàng thượng biết rõ thái sư giả mạo thánh chỉ, ăn chặn quân lương, đại nghịch bất đạo, giữ lại trong triều chỉ làm hại xã tắc.
Vì sao phải bảo vệ ông ta? Quan lại trong triều hiện giờ chỉ có thái sư đủ sức đối đầu với Bao Chẩn. Vì vậy trẫm không thể không có ông ta. Bao Chẩn tuy là vị quan thanh liêm trung quân yêu nước, nhưng mà có người ông ta kiêu căng tự phụ, bảo thủ cá nhân, không màng đến uy nghiêm của hoàng thất. Thiên hạ ngày nay chỉ biết một mình Bao Thanh Thiên, mấy ai biết hoàng thượng? Là mối đe dọa lớn, cũng không thua những kẻ gian thần. Nhưng mà trong triều không thể thiếu ông ta. Nếu như để thái sư nắm quyền thì tham lam, tham ô, làm trái pháp luật, càng như ông dở tổ, làm hại xã tắc, làm hại bá tánh, trị không tốt sẽ dẫn đến quả mất nước. Do đó trẫm không thể thiếu Bao Chẩn, cũng không thể không có thái sư. Giống như hai cánh tay của trẫm, không thể thiếu cái nào. Như vậy, để hai người họ đấu qua đấu lại mãi, không chỉ triều đình không yên không ổn, mà hoàng thượng cũng nhọc lòng. Ngươi không hiểu. Đã nhiều năm qua mà ngươi không hiểu sao? Chỉ khi hai người họ đấu qua đấu lại, triều đình mới bình yên. Bọn họ không đấu, triều càng sẽ nguy cấp. Ai còn biết đến uy phong của trẫm? Ngươi phải thấy, mỗi lần hai người họ đấu nhau, trẫm có khi giúp Bao Chẩn, có khi giúp thái sư. Trẫm ngồi trên núi xem hai hộ đánh nhau. Đợi đến khi cả hai đều bị thương không thể kết thúc, trẫm đây mới thu dọn tàn cuộc, cho bọn họ một kết thúc mỹ mãn. Như vậy họ mới tạ chủ long ân, đa tạ ân đức. Rõ ràng thái sư đã rơi vào bẫy của đại nhân, mới đem quân lương đến Hà Đông. Quan thượng sao vẫn bảo vệ ông ta, khiến người khác khó hiểu. Có lẽ vì hoàng hậu đang mang thai, hoàng thượng cho ông ta một con đường. Đại nhân, hoàng thượng có ý bảo vệ ông ta, vậy làm sao tra án? Đến lúc án tra không xong phải làm sao đây? Đại nhân, đừng tra án nữa, mặc kệ nó đi. Ai nói không tra? Ta đã từng thề, dù chết cũng phải tra đến cùng. Đi, thả Tống Kỳ ra. Đại nhân, thả Tống Kỳ. Nếu thả hắn, án này không cách nào tra được. Là ý chỉ của hoàng thượng. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Ngài làm gì cho ta, nhưng bị Bao Chẩn giam giữ còn phải chịu đòn. Lão phu cảm ơn ngài mới đúng. Đứng lên đi. Thái sư, tại hạ không hiểu, sao ngay cả hoàng thượng cũng giúp ngài nói dối vậy? Không chỉ ngài không hiểu, mà ngay cả lão phu cũng không hiểu. Tại hạ cho rằng có thể là do hoàng hậu đang mang long tử của hoàng thượng. Hoàng thượng cũng nói vậy, nhưng mà lão phu không tin. Lão phu phạm tội này, bất kỳ vị hoàng đế nào cũng không nhẹ nhàng nương tay, thậm chí giết chết lão phu chẳng sao cả. Hoàng hậu chưa sinh long tử mà. Theo lão phu thấy, có lẽ hoàng thượng không thích Bao Chẩn. Lão gia, lão gia, nương nương gửi đến một thư tín. Bảo tất cả gia đình tập hợp ở phòng khách. Dạ, lão gia. Thái sư, xảy ra chuyện gì? Trần Thiếu Xuân có tin tức. Phu nhân, hôm nay bà bị sát hại đã 100 ngày, nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ. Vụ án điều tra chưa xong. Bao Chẩn, xin lỗi phu nhân.
Đệ nhân bớt buồn, sức khỏe quan trọng. Phu nhân, vì đón nhị phu nhân mà không may mất đi. Đếm đầu ngón tay, nhị phu nhân rời khỏi đại nhân đã hơn nửa năm. Công tử cũng sắp chào đời. Đại nhân, hay là mau đón nhị phu nhân về. Ta biết tiên sinh nghĩ cho ta. Đã hơn nửa tháng, nếu như vụ án không thể kết thúc, sợ rằng cũng không gặp được Du thị. Nhưng mà tiên sinh xem, bây giờ vụ án không một chút tiến triển, kỳ hạn lại sắp đến. Ta làm sao có thể khinh suất được. Đại nhân không đi được, có thể phái người đi. Du thị là do ta đuổi đi. Nếu ta không đích thân đến đó, nàng ấy cũng không về. Nếu phái tay chân thuộc hạ đi, sẽ thất lễ với nhị phu nhân. Tại hạ cho rằng, nếu tiểu thơ Thù Quyên chịu đi thay đại nhân thì cũng giống vậy thôi. Tiểu thơ Thù Quyên và Quốc Cửu gia đã đến hôn nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Tiểu thơ đi sẽ thuyết phục nhị phu nhân hồi phủ. Hơn nữa, tiểu thơ Thù Quyên và Quốc Cửu xa cách đã lâu, lần này đúng dịp giúp Quốc Cửu đỡ thương nhớ. Không không, duyên phận của tôi và Quốc Cửu đã kết thúc rồi. Thù Quyên, Quốc Cửu quả là một thanh niên tốt. Cô đừng vì thù hận giữa cha hắn với nhà cô mà sau này không gặp Quốc Cửu. Có lẽ đại nhân không biết, không phải tôi không muốn gặp, mà là tôi không thể gặp. Tại sao? Tiểu nữ bị lão tặc làm nhục. Thật là đồ quan cầm thú. Nếu tiểu nữ không nghĩ đến ngày báo thù rửa hận, tiểu nữ đã sớm lìa đời. Đại nhân, chỉ cần đại nhân trả thù giùm tiểu nữ, chuyện gì đại nhân cần tiểu nữ cũng tình nguyện làm. Ngày mai tiểu nữ đi đón nhị phu nhân. Thù Quyên, như vậy có làm khó cho cô không? Không, đại nhân, vì phải tra án, ngay cả người thân mình cũng không đi đón được, là chuyện tiểu nữ nên làm. Tiểu nữ không cảm thấy khó xử chút nào. Tốt lắm. Phải rồi, Thù Quyên, sau này cô đừng xưng hô tiểu nữ nữa, nhiều tiếng nghe chói tai lắm. Lão phu có tâm nguyện muốn nhận cô làm nghĩa nữ, cô đồng ý không? Đại nhân, tiểu nữ là con gái tội thần, không dám mộng cao. Cô cũng nghĩ cha mình có tội à? Không, cha tôi vô tội, cha bị quan. Đúng, vậy sao cô lại nhận là con gái tội thần? Đại nhân, tiểu thơ Thù Quyên, đại nhân vẫn trông mong cạnh mình có một cô con gái. Mau bái lại nghĩa phụ đi. Mau lên. Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận con gái một lần. Tốt lắm, mau đứng lên. Con gái của ta. Cha. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân, mặt tiếng thăm dò được thái sư đích thân dẫn 10 tên gia đình đi về hướng cửa Tây. Nhưng không biết tại sao. Đi, chúng ta đi xem. Đi. Mở lên. Ai lấy được thủ cấp Trần Thiếu Xuân thưởng 100 lượng. Dạ. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Ta không thù không quán sau khi giết ta, vì ngươi kháng chỉ cho nên lão phu
tội kháng chỉ liên quan gì ngươi? Nương nương bảo ngươi đến à? Không phải, không phải, không phải. Ta ở đây chỉ nương nương biết. Sao ngươi biết? Là bà ta nói sẽ ta rơi vào tay bao chứng nên đến giết người diệt khẩu. Có đúng không? Không đúng, không đúng. Còn gạt ta. Lần trước hoàng thượng dẫn người đến Ngọc Tuyền Sơn bắt ta. Ta đã nghĩ điều này. Cứ hy vọng bà ta là người đáng tin, đáng yêu nhất, nhưng lại gạt ta. Nếu không giết ngươi, sao ta có thể hạ mối giận trong lòng? Dừng tay. Bao Chẩn, ta đang tìm ngươi, không ngờ tự dẫn xác đến. Bắt hắn lại. Dạ. Bắn chết hắn. Khoan đã. Thái sư, Trần Thiếu Xuân là cháu ruột hoàng thượng. Bất kể hắn phạm tội gì, chúng ta phải theo pháp luật trừng trị. Ngày bắn chết hắn, làm sao bẩm báo cho hoàng thượng? Bắn chết hắn cho dù hoàng thượng truy vấn. Lão phu tự nhận tội. Bắn chết hắn cho ta. Thái sư, thái sư ông. Dẫn hắn về phủ thái sư. Không, thái sư. Thái sư, Trần Thiếu Xuân nhiều lần hành thích lão phu, lại giết hại phu nhân lão phu. Ta định đưa hắn về Khai Phong phủ thẩm tra kỹ càng. Khoan, đây là kẻ hoàng thượng cần bắt, đáng lý phải do hoàng thượng xử lý. Bao Chẩn thẩm vấn xong, tự nhiên sẽ bẩm tấu lên hoàng thượng. Người đâu, dẫn Trần Thiếu Xuân về Khai Phong phủ. Dạ, đi nhanh lên. Lũ vô dụng. Các người là lũ vô dụng. Vào trong. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Đại nhân, tại hạ thấy thái sư muốn giết người diệt khẩu. Đúng, lão phu sớm nhận thấy. Tên Trần Thiếu Xuân này nhất định biết nhiều chuyện. Do đó thái sư sợ hắn rơi vào tay lão phu, cho nên mới ra tay trước. Cha. Thu Quyến, cha về rồi. Cha có việc cần hỏi con. Thời gian hơn nửa năm con ở phủ thái sư, có nhìn thấy một người tên là Trần Thiếu Xuân không? Trần Thiếu Xuân. Đúng. Không thấy. Con nghĩ kỹ lại, có từng thấy chưa? Hắn là con trai phò mã tiền triều Trần Thế Mỹ. Trần Thiếu Xuân. Không nghe đến người này, cũng chưa từng gặp. Không thấy thì thôi. Ta nghĩ ra công đường, chân tướng sẽ bại lộ. Thiếu Xuân bị Bao Chẩn dẫn đi. Chắc không ngờ võ công hắn lợi hại, hơn 10 người cũng không đánh lại hắn nữa. Xong rồi. Nếu hắn đem mọi chuyện nói ra, con sẽ tiêu đời. Nghe nói Bao Chẩn có một tiểu thiếp tên là Du Thị, hơn nữa đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở. Nếu bắt ả này và đứa trẻ trong tay để uy hiếp, hắn sẽ không dám nói gì đâu. Đúng. Sao không nghĩ cách này sớm hơn? Bao Chẩn chỉ có một đứa con, 3 năm trước bị bệnh chết. Hiện giờ tiểu thiếp và đứa trẻ này là hậu duệ nhà hắn. Có đứa trẻ này, hắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Sau khi đến Lô Châu, thầy lão phu tạ lỗi với Du Thị, xin cô ấy tha lỗi cho ta. Trên đường về nhớ chăm sóc cổ cho tốt. Cổ đang mang thai, chịu không nổi lắc lư của xe ngựa. Tốt nhất là nên thuê một cái kiệu. Nữ nhi nhớ rõ. Nếu Du Thị biết, ta nhờ nghi nữ đến đón cô ấy, cũng giống như là ta đi. Cô ấy nhất định sẽ trở về. Xin cha yên tâm, nữ nhi nhất định đón dì nương về. Tốt lắm. Vậy con đi đi. Không cản trở mọi người lên đường. Đi đường cẩn thận. Cha, cha bảo trọng. Chúng ta đi. Đi thôi. Đại nhân, xin yên tâm. Cha, cha về đi. Mã Hán, trên đường nhớ chăm sóc Thu Quyên. Đại nhân, dạ rõ. Lão phu, giờ đây có một con gái. Nếu sau này có thêm đứa con trai,
Vậy thì trai gái đủ cả. Lão phu nhân dưới cửu tuyền biết được cũng mừng cho đại nhân. Phu nhân, hung thủ giết chết bà tôi đã bắt được. Để điều tra án xong có thể báo thù cho bà. Dẫn Trần Thiếu Xuân, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Trần Thiếu Xuân, cha người Trần Thế Mỹ tự tay giết chết vợ mình và hai con gái ruột, tội ác tày trời. Sao người không phân đúng sai lại đi giết hại bao chửng? Thiên hạ làm quan, kẻ nào không tam thê tứ thiếp? Dù cho có cưới thôn nữ kia trước, không lẽ không thể thành thân cùng mẹ ta? Huống chi gia phụ do hoàng thượng chỉ định làm phò mã, nhưng ngươi lại cố ý làm khó, tố gia phụ phạm tội khi quân, ép gia phụ ta phải giết chết cả thôn nữ kia. Người giết chết gia phụ, hại mẹ ta sầu thương mà chết. Bao chuẩn, ta và người không đổi trời chung. Người tuổi trẻ vô tri, ta không tính toán với người. Thực ra là ngươi làm hay kẻ khác sai khiến? Báo thù là chuyện của ta, cần chỉ bị sai khiến. Lần này chưa giết được ngươi, kể như ngươi mạng lớn. Hung hăng sức sực, nếu không dùng hình hắn chắc không nhận tội. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta chỉ hận một nỗi, chưa giết được lão tặc kia. Trần Thiếu Xuân, đây là công đường Khai Phong phủ. Cha người đã chết dưới lông đầu trảm, không lẽ ngươi cũng muốn vậy sao? Bao chuẩn, ngươi nghe cho rõ. Vì báo thù, ta đã ở Ngũ Đề Sơn luyện võ hơn 10 năm, khổ cực gì ta cũng trải qua. Lần này ta bị bắt là ông trời không có bắt. Nếu ta có chết cũng biến thành ma quỷ, trở về đòi nợ máu với ngươi. To gan, tát miệng. Bây giờ tâm trạng thế nào? Non xanh nước biếc, mê hoặc lòng người, lại được tán bộ cùng hoàng thượng, đương nhiên phải vui rồi. Nếu như nàng xin cho trẫm một long tử, trẫm hứa hàng ngày cùng nàng tán bộ. Thật không? Đương nhiên là thật. Hoàng thượng lời dạng ý ngọc, không thể nuốt lời. Không đâu, nhưng trẫm nói là long tử, không phải là công chúa. Nô tỳ nhất định hãy xin long tử cho hoàng thượng. Trẫm tin vậy bởi vì Đông Hải Long Dương đã báo mộng cho nàng. Hoàng thượng vẫn còn nhớ giấc mộng của thần thiếp à? Sao không nhớ chứ? Đã nhiều năm nay rồi, trẫm vẫn mong chờ long tử giáng trần, đầu thai nơi nàng. Đi đã mệt rồi, chúng ta đến đó nghỉ chân một lát đi. Không ngồi đâu, về thôi. Mới đi chơi một chút sao lại về ngay? Trẫm còn có chuyện muốn nói cùng nàng. Chuyện gì vậy? Hoàng thượng nói đi. Có một chuyện từ lâu trẫm muốn nói với nàng, nhưng do nàng đang mang thai, trẫm sợ nàng bị kích động cho nên không nói. Xin hoàng thượng cứ nói. Có lẽ nàng chưa biết Trần Thiếu Xuân đã rơi vào tay bao chửng. Vậy sao? Trẫm nghe nói phụ thân nàng phái người đi giết Trần Thiếu Xuân, bao chửng cũng vừa đuổi đến. Cuối cùng Thiếu Xuân bị bao chửng bắt được. Phụ thân thiếp sao lại cho người đi giết Thiếu Xuân? Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi. Không đâu, chắc chắn Thiếu Xuân biết nhiều chuyện của phụ thân nàng. Nếu không, phụ thân nàng sẽ không giết người diệt khẩu. Bao đại nhân từng bị Thiếu Xuân sát thương, bao chuẩn chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Người giật dây Thiếu Xuân ra tay là phụ thân nàng,
có phần nguy hiểm. Hoàng thượng, dù cha thiếp có chuyện gì, thần thiếp tin là hoàng thượng ở ngôi vị chí tôn nhất định sẽ bảo vệ cha thiếp. Bao chứng không sợ quyền uy, thiên hạ không ai không biết. Nếu cho nàng phạm tội rơi vào tay ông ta, chỉ sợ trẫm cũng không bảo vệ được. Nếu Thiếu Xuân ra tay, không phải do cha mà là thần thiếp, người cũng không bảo vệ được thần thiếp sao? Thần thiếp chỉ giả dụ thôi. Nếu là nàng thì còn nói gì nữa. Thật không? Quân vô hiến ngôn, nàng đang mang thai hoàng tử của trẫm, trẫm đương nhiên phải tận sức bảo vệ cho nàng chứ. Bao đại nhân đến. Di thần khấu kiến hoàng thượng. Nương nương, Bao Khanh đứng lên. Đa tạ hoàng thượng. Không biết là hoàng thượng truyền di thần vào cung có chỉ dụ gì? Thẩm tra Trần Thiếu Xuân thế nào? Di thần vẫn đang thẩm tra. Bao phu nhân là hắn giết sao? Dạ, hắn phạm tội là thật, công khai nhận tội. Còn nói gì nữa? Hắn còn thừa nhận đã hãm hại di thần. Bao Khanh, bất kể thế nào, Thiếu Xuân cũng là cháu trai trẫm. Cha mẹ hắn qua đời sớm, chỉ còn mình trẫm, không được dùng đại hình. Có chuyện gì phải bẩm tấu, không được tự ý hành động. Thần tuân chỉ. Xin vào bẩm báo, tiểu nhân phụng mệnh Bao đại nhân đến đón nhị phu nhân hồi phủ. Xin đợi một chút. Đại nhân, Khai Phong phủ phải người đón Du thị hồi phủ. Thật không? Hiện đang ở cổng chính, dẫn ta đi. Dạ đại nhân. Bái kiến Đạo đài đại nhân. Đứng lên đi. Ta đại nhân. Các người đến đón Du thị về Bao phủ à? Dạ đúng. Du thị sắp đến ngày sinh, bổn quan đang lo lắng, định đưa về Khai Phong phủ, nhưng bà ấy không dám. Các người đến đúng lúc, bổn quan đi gọi người ra. Các người đợi một chút. Đại nhân, sắp sinh rồi, còn hành lễ làm gì? Nô tỳ gây nhiều phiền phức cho đại nhân, trong lòng vô cùng cảm kích. Cả đời nô tỳ có làm trâu làm ngựa, cũng không báo đáp được ân đức của đại nhân. Bổn quan chăm sóc không tốt, để cho nàng phải chịu khổ cực. Sau này trở về phủ Bao đại nhân, gặp Bao đại nhân, xin khoan dung một chút. Đại nhân xin đừng nói vậy. Nếu không có đại nhân, tiểu nữ không có ngày hôm nay. Mau lên, đừng có nói nữa. Mau thu dọn hành lý. Bao đại nhân phái người đến đón nàng hồi phủ rồi. Lão gia, lão gia thật sự đến đón nô tỳ. Xe ngựa đang đợi phía trước. Bái kiến Đạo đài đại nhân. Bái kiến nhị phu nhân. Không cần đại lễ, đón nhị phu nhân hồi phủ đi. Dạ. Nhị phu nhân xin mời lên xe. Lão gia khi phái các người đến đón ta đã nói gì? Lão gia nói nhị phu nhân đang mang thai, cảm thấy vô cùng vui mừng, hy vọng nhị phu nhân lập tức hồi phủ. Còn nói gì nữa? Chỉ nói vậy thôi. Này, cô, các người đợi ở đây. Dạ. Cô sao vậy?
Vừa mới vui mừng sao lại khóc? Có chuyện gì nói cho tôi biết. Đại nhân, ngài vừa nghe đó, lão già đến đón tôi về phủ để sinh con, vẫn không tha thứ, không muốn tiếp nhận nô tỳ, là người nhà Bao gia. Sao lại như vậy? Nếu Bao đại nhân không chấp nhận cô là người nhà Bao gia, đã không đến đón cô. Nếu lão già tha thứ cho tôi, cũng chỉ vì muốn đứa bé, sẽ không sai nha dịch đến đón. Nếu lão già sợ mất thể diện, cũng sẽ phái Công Tôn tiên sinh hoặc đám người Trương Long đến. Lão già vẫn hận tôi. Đại nhân, nô tỳ không muốn đi, cho tôi ở lại, cả đời này tôi sẽ hầu hạ ngài, báo đáp ân đức của ngài. Bổn quan không thể giữ cô. Hơn nữa đại nhân sai người đến đón, nếu không về, Bao đại nhân sẽ trách móc bổn quan. Xin đừng để hạ quan khó xử. Nô tỳ trở về Khai Phong phủ sau khi sinh hạ đứa bé xong, nếu vẫn không tha thứ, sẽ đuổi nô tỳ đi khỏi phủ. Hay là vậy, nàng về sinh hạ em bé trước. Nếu Bao đại nhân vẫn không chịu tha thứ, nàng lại quay về đây. Bất kể lúc nào, bổn quan cũng hoan nghênh. Nô tỳ không dám về. Là Bao đại nhân đón nàng, có gì không dám chứ? Hơn nữa nàng hiện có em bé, chỉ cần về đến Khai Phong phủ, Bao đại nhân sẽ vì đứa bé trong bụng hết lòng chăm sóc hai mẹ con, tốt hơn ở đây nhiều. Ta có mấy lời không tiện nói ra. Bao đại nhân đã quá 60, chỉ có đứa bé trong bụng nàng. Nếu lỡ nàng sinh đứa bé có gì nguy hiểm, nàng nói ta làm sao đối diện với Bao đại nhân. Nàng nghe lời ta, mau quay về đi. Nếu đã như vậy, nô tỳ không dám làm đại nhân khó xử. Nô tỳ quay về. Quốc cửu gia, nô tỳ đi đây. Đi đường cẩn thận. Gặp Bao đại nhân, giúp bổn quan gửi lời hỏi thăm ngài. Dạ đại nhân, nô tỳ nhớ rõ. Đi đi. Đi thôi. Đợi một chút. Tiểu thư Thù Quyên còn ở phủ Bao đại nhân không? Dạ có. Cô ấy có biết đến đây không? Dạ biết. Vậy cô không nói gì sao? Tiểu thơ gửi lời hỏi thăm quốc của gia. Thật à? Dạ. Tiểu thơ cũng nhớ quốc của gia. Sau khi về phủ, giúp ta gửi lời hỏi thăm tiểu thơ. Dạ. Đi thôi. Khoan đã, bổn quan còn chuyện cần hỏi. Các người có biết tình hình phụ thân ta? Quốc của gia hỏi thái sư phải không? Đúng, thái sư rất khỏe. Gia phụ rất khỏe à? Bao đại nhân không trách ông ta sao? Thái sư vẫn như trước đây, mọi chuyện đều tốt. Xin quốc của gia yên tâm. Được rồi, đi đi. Đi thôi. Đi đi. Quốc cụ già, về nha môn được chưa? Ngài biết không, tiểu thư Thù Quyên gửi lời hỏi thăm ta, hơn nữa vẫn nhớ đến ta. Ta cứ tưởng muội ấy không thèm nhớ đến ta nữa chứ. Tiểu thư không quên tình cảm xưa. Vậy quốc cụ già sao không về kinh thăm tiểu thư? Hiện giờ về chưa đúng lúc, hay là về ngày nữa mới nói tiếp? Mà tướng quân, nơi này cách Lưu Châu có xa không? Sao tiểu thư gấp vậy? Ta không gấp, ta chỉ sợ Bao đại nhân gấp thôi. Đừng giấu,
Gấp vậy để gặp quốc của gia. Tưởng tôi không biết à? Đừng cười nhạo tôi. Gặp hay không đã không quan trọng. Miệng nói không quan trọng, nhưng mà trong lòng gấp hơn ngày hết. Đi một đoạn lại hỏi còn xa không. Nói cô biết, hôm nay là đến Lô Châu. Bảo đảm với cô có thể cùng ăn trưa với quốc của gia. Nào, hôm nay là ngày ta vui nhất. Khi ở Lô Châu, ông đó uống với ta vài ly. Quốc của gia và thủ quyên tiểu thơ có hy vọng gương dở lề lành, cần phải chúc mừng. Còn một chuyện phải chúc mừng là Du Thị cuối cùng được về bên Bảo đại nhân. Du Thị đúng là người tốt. Người mới đi qua có phải là Mã Hán không? Chúng ta mà chậm một bước đã bị Mã Hán đón đi rồi. Đúng vậy. Này, người vừa đi qua là Mã tướng quân phải không? Không phải. Đi thôi. Nhưng mà có một chuyện ta không hiểu. Bao đại nhân của tiểu thiếp hiền hậu ngay thẳng như vậy, sao lại ép cô ta bỏ đi? Tiểu nhân tuy chưa từng gặp mặt Bao đại nhân, nhưng từ lâu đã nghe nói ông ta là người không tình không nghĩa, không biết đến tình cảm, chỉ cần biết lý lẽ. Cha mẹ ông ta mất sớm, chị dâu nuôi ông ta lớn. Chị dâu giống như cha mẹ thương yêu, chăm sóc ông ta. Sau này khi cháu ruột phạm tội, Bao Chẩn không hề nể mặt chị dâu, giết luôn cháu mình. Chuyện này ở Lưu Châu có thể nói là nhà nào cũng biết. Chuyện này bổn quan có nghe qua, nhưng mà nghe nói Bao Chẩn cũng rất đau lòng, cảm thấy có lỗi với chị dâu. Nhưng làm quan trăm họ khó tròn trung hiếu, vẹn vẹn chỉ vì hai lượng bạc lại đuổi tiểu thiếp đang mang thai đi. Điều này Bao đại nhân không đúng rồi. Du Thị là người quyết không tham hai lượng bạc kia, hơn nữa còn định đưa Bao đại nhân xử lý, nhưng Bao đại nhân không màng hỏi đầu đuôi liền đuổi cô đi. Hình như không có tình người. Lúc đầu có lẽ Bao đại nhân hiểu lầm, nhưng giờ phải người đến đón, chứng tỏ đại nhân đã hối hận rồi. Càng đại nhân, Khai Phong phủ phái Mã Hán tiểu thư thuộc quyền đến đón Du Thị về. Không phải đã đón Du Thị rồi sao? Tiểu nhân không rõ nguyên nhân, họ đang ở cửa nhà môn đợi diện kiến đại nhân. Mời họ vào phòng khách nói chuyện. Dạ đại nhân. Vừa đón đi không đầy hai canh giờ, sao lại phái người đến đón nữa? Có lẽ Bao đại nhân chưa phái mấy tên lính kia đến đón, sợ Du Thị không trở về nên lại phái Mã thị vệ theo sau. Cũng có lý. Chúng ta ra phòng khách xem thử. Dạ. Chưa gặp huynh ấy, mặt đã đỏ lên. Ai đỏ đâu? Ai mà thèm đỏ? Chỉ khoác lác. Tiểu thơ, đừng có giấu nữa. Trên đường ta đã để ý, cô muốn gặp huynh ấy nhưng mà lại sợ. Càng đến gần Lô Châu càng khẩn trương, mặt cô lúc đỏ lúc thì trắng bệch. Thôi được rồi, nếu như cô sợ gặp mặt, vậy đi, để tôi vào đón vị phu nhân ra cho. Hai vị đại nhân mời vào. Hai vị mời. Được, tiểu thư đi trước đi. Sao tôi phải đi trước? Cô không biết à? Vị phu nhân hiện giờ là dì nương cô, đây là việc nhà cô. Bao đại nhân lại bảo cô thay ngài đến đón vị phu nhân. Cô không đi trước thì ai đi trước bây giờ? Được rồi, tôi đi trước được chưa? Thu Quyên, bài kiến quốc của gia. Thu Quyên, cô làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống hành lễ chứ? Bổn tiểu thơ phụng mệnh nghĩa phụ đến đón vị nương hồi phủ. Nghĩa phụ, dì nương, bổn tiểu thơ. Đại nhân có lẽ chưa biết, tiểu thơ Thu Quyên hiện giờ là nghĩa nữ của Bao đại nhân. Thu Quyên, nàng có thể nhận Bao đại nhân làm nghĩa phụ là chuyện đáng mừng. Quốc của gia, tiểu nữ hiện đang phụng mệnh, xin cho tiểu nữ mau đón dì nương trở về Khai Phong phủ. Thu Quyên, sao nàng thay đổi như vậy? Nói nàng thật lạnh lùng, làm như không quen biết ta. Nàng sao vậy?
Quốc của gia không cần hỏi nhiều. Bổn tiểu nữ chỉ đến đón vì nương hồi phủ. Cho dù nàng trở thành con nuôi của bao đại nhân, cũng không thể thay đổi nhanh đến vậy. Không còn chút hình bóng của ngày xưa. Ta thật không dám tin. Đây là thù quyên ta từng biết. Một tiểu thơ khuê cát thanh cao, hiểu biết và thông cảm cho người khác. Quốc cụ già, xin bớt giận. Bao đại nhân nhờ tiểu thơ đến đón nhị phu nhân trở về Khai Phong phủ. Được. Nếu nàng không muốn trả lời, ta cũng chẳng hỏi nhiều. Vị nương của nàng cách đây hai canh giờ đã được người của Khai Phong phủ đón đi rồi. Tại vì người không thuộc không quán, sao người giết ta? Đứng yên. Vị phu nhân các người cách đây hai canh giờ đã được người của Khai Phong phủ đón đi rồi. Quốc cụ già, bao đại nhân chỉ phái chúng tôi đến Lôi Châu, sao có người đón vị phu nhân được? Thật sự đón rồi? Không lẽ bổn quan gạt các người? Không thể nào. Không phải. Nếu các người không tin, cứ vào trong lục soát đi. Lục soát? Nếu quốc cụ già muốn giấu vị phu nhân, có lẽ đã sớm chuyển đi. Lão sược, sao quốc phu gia lại giấu phụ nữ chứ? Nếu người phụ nữ này rất quan trọng với các người thì sao? Thù Quyên, huynh không hiểu mụ nói gì. Huynh thử nghĩ lại cha huynh đã làm gì, huynh sẽ hiểu rõ. Cha của huynh à? Huynh không hiểu. Vậy được, mụ nói thẳng, vị nương có phải do cha huynh phái người dẫn đi không? Nói không căn cứ, rõ là người của Khai Phong phủ đến đón. Sao Ngô Đoan lại nghi ngờ phụ thân? Gia phụ tuy làm nhiều chuyện có lỗi với nhà muội, nhưng quyết không mạo danh đón Du thị đi. Nghĩa phụ muội chỉ phái hai người đến Lô Châu, quyết không phái người khác. Người đâu? Có tiểu nhân. Truyền lệnh toàn bộ quan binh quả tốc đuổi theo về Khai Phong phủ tìm Du thị. Dạ. Quốc cụ già, bớt giận. Chuyện này có vẻ kỳ quặc. Để tìm ra Du thị, mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng không hiểu sao thái độ tiểu thư Thù Quyên khác thường. Không lẽ trở thành nghĩa nữ của bao đại nhân? Trong mắt không còn quốc cụ già. Xin ra ngoài, để cho ta yên tĩnh. Có tin của Du thị lập tức báo cho ta. Dạ. Tiểu thư, ăn chút gì đi. Ta không muốn ăn. Chúng ta đi cả ngày rồi, ta thật không muốn ăn. Tiểu thư sao vậy? Lúc nãy trước mặt quốc của già, ăn nói lớn tiếng, mở miệng là bổn tiểu thư. Vì nương tôi có thể có người đón đi không? Không thể nào. Đại nhân đã phải chúng ta đến đón dì nương, sao lại phái người đi nữa? Dù không tin tôi cũng nên tin tiểu thơ chứ. Ngô Đoan không phải người ưa nói dối. Quỳnh ấy nói có người đón đi thì đó là thật. Cô đừng tin hạng người này. Ngoài mặt giả người tốt, bên trong lại giống hệt cha hắn. Cha cô vừa vào tù, hắn liền đính hôn với tống tứ tiểu thơ đó. Chuyện này sao trách Quỳnh ấy được? Tiểu thơ. Đi chậm lại có được không? Tôi chịu không nổi. Chịu khó một chút, sắp đến rồi. Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ trọ nghỉ lại. Xe chạy sốc quá, tôi chịu không nổi. Chịu khó một chút, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Đi chậm lại đi, tôi chịu không nổi. Sắp đến rồi, mau lắm mà. Đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Đi chậm lại, tôi chịu không nổi. Bụng tôi đau lắm. Đi chậm lại chút đi. Đi chậm lại một chút. Kệ bà ta, nhanh lên đi. Nhanh lên.
Không được, mau dừng xe, sắp sinh rồi. Tôi đau chết đi được. Quốc cụ gia, sao hả? Có tin gì không? Quốc cụ gia xin đừng nôn nóng. Đám người trước Chu Thị đã đi trước 2 giờ. Nếu đuổi kịp họ, đưa trở về phải mất 7-8 giờ. Có lẽ đến sáng sớm mai mới về. Sáng sớm ngày mai à? Dạ. Đúng rồi, ngài hỏi thăm người của Khai Phong Phủ ăn cơm chưa? Bọn họ thất lễ như vậy, tiểu nhân không muốn mời ăn cơm. Cô ấy vô tình, nhưng ta không vô nghĩa. Huống chi là khách của Khai Phong Phủ. Ngài mau bảo nhà bếp nấu mấy món, mời họ. Quốc cụ già đừng lo lắng, bọn họ đã ra ngoài ăn rồi. Ra ngoài ăn cơm còn ra thể thống gì? Tiểu nhân không biết quốc cụ già sẽ. Đừng nói nữa, mau chuẩn bị 2 căn phòng cho họ nghỉ ngơi đi. Dạ. Lão gia, ngài xem. Đúng là lạp mai, y như con nít vậy. Cái này con mua ngoài cửa, nhớ ra nhị phu nhân sắp về, còn xin công tử cho lão gia, nên mua món quà chúc mừng tiểu thơ công tử tương lai. Không ngờ ngươi thật có lòng. Ngươi biết không, trước giờ lão gia không nhận lễ vật, núi vàng núi bạc ta chẳng màng đến. Nhưng mà quà tặng hôm nay của ngươi ta nhận. Cảm ơn lão gia. Vị phu nhân khi nào về đến? Bấm đốt tài đếm, họ hiện giờ đã đến Lô Châu, chỉ cần 5 ngày nữa là về đến đây. Nô tỳ muốn hôm nay gặp nhị phu nhân. Sao mà gấp vậy? Tướng quân, nghỉ ở căn phòng kia. Đa tạ. Tiểu thơ, tại hạ đi nghỉ trước. Được rồi. Tiểu thơ, xin theo tôi. Tiểu thơ, cô ở kia. Khoan đã, xin chuyển lời cho Ngô đại nhân. Sáng sớm mai tôi nhất định đón dì nương về Khai Phong Phủ. Được, sẽ chuyển lời. Tiểu thơ, nghỉ ngơi sớm đi. Quốc cụ già, mọi thứ sắp xếp xong. Tiểu thơ có nói gì không? Chị nói sáng sớm mai nhất định đón Du Thị đi, không nói gì cả. Ngày nghỉ sớm đi. Dạ. Thù Quyên, Thù Quyên, đã nửa đêm, ai gọi vậy? Là huynh, Đoan Lan đây. Huynh có nhiều chuyện muốn nói, muội mở cửa được không? Đại nhân, cô nam quả nữ, tiểu nữ không muốn bôi nhọ thanh danh đại nhân, xin quay về. Muội làm vậy là sao? Trước đây ở nhà cha mẹ, chúng ta vẫn lén lút gặp nhau. Bây giờ ở chỗ huynh, muội lại không chịu gặp, còn nói năng lạnh lùng. Nếu huynh có làm sai, muội cũng phải nói cho huynh biết chứ. Đại nhân không làm gì sai cả, vậy sao muội lại đối xử với ta như vậy? Thù Quyên, Thù Quyên, Thù Quyên, Thù. Thank you.
Công Tôn tiên sinh, Hà Đông có tin tức không? Không có. Tại sao một chút manh mối cũng không có? Tại hạ cảm thấy ở Hà Đông cũng khó tìm được manh mối có ích. Hay là dùng đệ hình với Trần Thiếu Xuân, tìm sơ hở của hắn. Hôm nay không được, hôm khác ta nói tiếp. Tiên sinh nghỉ ngơi sớm đi. Bao đại nhân cũng nghỉ đi. Đau quá đi. Các ngài yên tâm đợi ở đây, vào đó cũng chẳng giúp được gì. Đi mau đi. Đừng lo, tôi giúp cô. Sắp sinh rồi, tôi sắp sinh rồi. Đừng lo, đừng lo. Tôi sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi, đừng lo. Sắp sinh rồi đấy, đừng lo gì hết. Mặc kệ ạ, chúng ta uống đi. Tôi chịu không nổi. Rặn đi. Rặn đi. Sắp ra rồi đó, tôi chịu không nổi. Rặn đi. Sắp sinh rồi đó. Nào, chúng ta uống đi. Tôi chịu không nổi. Rặn đi. Sắp ra rồi, rặn đi. Rặn đi. Rặn đi. Tốt lắm, ra rồi. Sinh xong rồi. Sinh rồi đó. Mau lên. Là con trai. Là con trai à? Mà báo tin cho Ngô Thái Sư, chắc chắn có thưởng. Lão gia, nô tỳ có nấu canh hàng sen mang đến cho lão gia uống. Trước đây những việc này đều do dì nương làm. Dì không có ở đây làm cho con cực khổ. Đây cũng là chuyện nô tỳ nên làm. Lạp Mai à, ta không ăn đâu. Con cũng nghỉ sớm đi. Nhưng mà đi đi. Dạ. Lão gia, lão gia, lão gia, tiểu thiếp của Bảo Chẩn đã sinh con rồi. Ngài xem giờ phải làm sao? Tốt, tốt lắm. Ông trời cũng giúp ta. Có con nối dõi của Bảo gia trong tay, Bảo Chẩn sẽ nằm trong tay ta. Đi, tìm một nơi nuôi đứa nhỏ, tuyệt đối bí mật. Dạ. Còn Du Thị thì sao? Để cô ta nghe theo mệnh trời, tự sinh, tự diệt. Quốc của gia, trời mới hừng sáng, sao đã thức dậy rồi? Ngủ không được. Nhóm người đuổi theo xe nhà Khai Phong Phủ về đến chưa? Chắc đã về lâu rồi. Sao vẫn không? Bọn họ nói có lẽ đúng. Du thị đã bị người ta mạo danh đến đón đi. Sao lạ vậy? Dẫn phụ nữ mang thai đi không phải từ chút phiền phức sao? Không phải từ chút phiền phức, mà có người gặp phiền phức, cần nắm giữ mạng mẹ con Du thị, sẽ giúp mình bớt phiền phức. Ý của Quốc Cửu gia là kẻ đón Du thị đi định uy hiếp Bao đại nhân. Tình hình ra sao phải để bọn họ quay về mới khẳng định. Chỉ mong không phải như vậy. Gia sư đi thăm dò thử. Dạ. Thu Quyên. Thu Quyên, muội đợi đã. Tôi đang trông người đón dì nương quay về. Họ về chưa? Nếu chưa về đừng đến đây làm gì. Đừng gạt ta. Nguyên nhân muội bỏ đi không phải vậy.
Mà vì ta, muội không muốn gặp huynh à? Đúng vậy. Muội nói đi, tại sao? Tại sao? Chẳng phải huynh đã nói đến sáng sẽ để tôi dẫn dì nương về phủ sao? Sao trời sáng chưa thấy dì nương? Đây là chuyện khác. Cho dù xảy ra chuyện gì, huynh cũng cho muội câu trả lời. Còn bây giờ, muội trả lời huynh đi. Tôi đã nói với huynh, tôi và huynh không còn quan hệ gì nữa. Không cần trả lời huynh. Tôi chỉ đến đón dì nương, không muốn nói chuyện khác. Không phải, đây không phải thật lòng. Muội biết việc cưới ái nữ Tống Kỳ không phải ý của huynh mà bị áp đặt. Cha huynh viết thư gọi huynh về, nhưng huynh không về vì không muốn bị áp đặt như vậy. Huynh cưới ai không còn ý nghĩa gì cả. Không phải, không phải lời thật lòng. Muội đừng gạt huynh, cũng đừng tự gạt mình. Huynh đã từng thề cả đời huynh chỉ yêu mình muội. Vì muội, huynh có thể từ bỏ mọi thứ. Thù Quyên, muội biết không, tối qua huynh đau khổ đến thế nào. Huynh ở Lô Châu, không thân không thích, lúc nào huynh cũng nhớ đến muội. Muội đến Lô Châu, chúng ta không được tâm tình, thậm chí không gặp mặt nhau. Sao phải dày dò nhau như vậy? Huynh nghĩ trong lòng muội cũng chịu không nổi. Sao muội phải dày dò huynh, phải tự dày dò mình? Huynh biết muội không phải là người tàn nhẫn. Đôi mắt muội đã cho biết tất cả. Muội vì huynh đúng không? Muội đến Lô Châu quý không chỉ vì đón về nương hồi phủ, mà còn muốn gặp huynh. Sao lại đối xử với huynh như vậy? Tại sao? Vì hận thù của hai nhà chúng ta phải không? Huynh biết cha huynh đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng chúng ta đừng để mối hận thù thâm căn này khiến chúng ta chia tay. Không chỉ vì mối thù này, huynh có hiểu không? Còn có gì nữa? Muội nói đi, đừng hỏi nữa. Muội sẽ không nói cho huynh biết. Sao muội không nói cho huynh biết? Muội nói không ra lời. Thật ra là chuyện gì chứ? Huynh đừng hỏi nữa. Muội chỉ hy vọng đón được gì nữa. Nếu chậm ngày nào, có lẽ không thấy được nghĩa phụ muội. Bao đại nhân, bao đại nhân thế nào? Nghĩa phụ trước mặt hoàng thượng đã ký văn tự sinh tử, chỉ còn mấy ngày thôi. Văn tự sinh tử. Quốc cụ gia thuộc hạ bất tài, không đem được du thị về. Quốc cụ gia thuộc hạ đáng chết. Mã Hán, dì nương mất tích. Quốc cụ gia giấu bà ấy à? Không phải, tôi vừa nhìn thấy hai đội người ngựa quân ấy phải đi quay về. Quân ấy không giấu dì nương, chúng ta mau quay về báo nghĩa phụ đi. Lão gia dùng trà. Lão gia, dì nương sao chưa về? Đừng lo, sẽ về ngay thôi. Cho dù ngươi giết chết bao phu nhân phạm tội chết, nhưng bao đại nhân đã nói rõ, chỉ cần ngươi chỉ ra kẻ chủ mưu thì miễn tội chết cho ngươi. Cho dù ai chết không cần biết, bao chuẩn chỉ còn sống có 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ nói với ngươi mọi chuyện. Ai bảo ngươi bao đại nhân chỉ còn sống 3 ngày? Tục ngữ có câu không có bức chết nào ngăn được gió. Ngươi cho rằng ta bị giam trong đây cái gì cũng không biết à? Nhất định là lão gian thần kia đã mua chuột đến truyền tin cho ngươi. Không cần biết ai nói,
Vì báo thù, ta đợi ngày này đã 10 năm. Dù không phải tự tay ta giết chết Bao Chẩn, dù ngày này đến hơi muộn, nhưng chỉ cần Bao Chẩn chết đi, cũng an ủi cha mẹ ta dưới suối vàng. Bao đại nhân giết chết cha mẹ ngươi, nhưng cha ngươi mắc tội đáng chết. Lúc hắn sắp bị long đầu trảm, không những không một tiếng kêu oan, mà còn bái phục Bao đại nhân, nói sằng ngôn: ta giết ngươi, ngươi bái phục ta sao? Lúc đó người còn trong bụng mẹ, không biết gì hết. Lúc cha người bị giết, đã thấy ân hận vô cùng. Ông ta không chỉ giết chết hiền thê Tần Hương Liên, mà còn giết cả hai đứa con sinh đôi. Cấm miệng cho ta! Hải dân nữ và hai đứa trẻ kia can hệ gì đến ta? Ông ta giết chết gia phụ, hại chết mẹ ta. Ta phải báo thù, ta phải báo thù. Thiếu Xuân, ngươi muốn báo thù phải không? Được, ta giúp ngươi. Đại nhân, làm đi. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh không cần nói nữa. Lão Phu hôm nay hay là ngày mai chết cũng giống nhau. Nếu nói ta chết dưới tay của Thái Sư, chi bằng ta chết trong tay tráng sĩ kia. Nhưng ta vẫn còn hối tiếc. Sau khi xuống dưới Cửu Tuyền, ta không cách nào đối diện với năm người thợ đá và phu phụ Trương đại nhân. Nhất là vụ án tham ô lớn nhất của triều đình, giả mạo thánh chỉ, ăn chặn quân lương, chiếm 100 vạn lượng quân hưởng, mãi mãi đi vào quên lãng. Ngươi nói gì? Ngươi cho rằng nói như vậy ta không giết ngươi à? Lão Phu không sợ chết, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Được, ta sẽ... Khoan đã. Ngươi muốn giết Bao đại nhân, không ai dám cản. Nghe ta nói xong mấy câu, giết cũng chưa muộn. Dù cha mẹ ngươi đã chết, nhưng ngươi vẫn là con cháu hoàng tộc. Hiện nay bọn gian thần trong triều, chỉ vì có Bao đại nhân mới không dám lộng hành. Nếu Bao đại nhân mất đi, bọn chúng không cần kiêng dè nữa. Ngươi làm vậy chỉ khiến người thân đau lòng, gây thêm thù. Lúc xưa cha người mua chuộc Hàn Kỳ tướng quân đi giết chết mẹ con Hương Liên. Hàn tướng quân biết sai không làm, tha mẹ con Hương Liên tự sát mà chết. Hàn tướng quân có thể phân biệt đúng sai. Ngươi thân là con cháu hoàng tộc, ngược lại chỉ vì trả thù cá nhân, không bằng đến giang sơn xã tắc. Bao đại nhân nếu chết dưới đao của ngươi, ngươi sẽ lưu tiếng xấu muôn đời. Còn nữa, cha mẹ ngươi lại gánh thêm tội nghiệp, cũng không yên dưới Cửu Tuyền. Ngươi hãy suy nghĩ đi. Nếu Bao đại nhân không dẫn ngươi về đây, ngươi đã bị Thái Sư giết người diệt khẩu. Ngươi giết Bao phu nhân, đại nhân không thèm tính toán. Ngươi không nhớ ân lại báo oán, độc ác như vũ trụ, không phân trắng đen, không biết đúng sai. Ngươi không xứng làm nam nhân. Cả đời đại nhân thanh liêm chính trực, chấp pháp như sơn, là vị quan thanh liêm vạn dân kính trọng. Nếu người giết Bao đại nhân sẽ bị vạn dân chửi rủa, giống như con chuột bị người ta đuổi đánh. Trần Thiếu Xuân, ngươi nhìn đi, đây là bài luận cha ngươi trước khi chết viết trong tù. Ông ta dùng máu và lệ để viết, có thể nói nuốt lệ mà viết. Có thể nói, ta tuy rằng chưa được nhìn thấy tác phẩm truyền đời của Trạng Nguyên cha ngươi, nhưng ta khẳng định đây là bài luận xuất sắc độc nhất vô nhị của ông ta, để lại cho đời sau.
Trần Thiếu Xuân, ký tên đi. Đừng qua đây, Trần Thiếu Xuân. Ngươi đã nhận tội, Bao đại nhân lại miễn ngươi tội chết. Tại sao ngươi làm vậy? Bao chuẩn tha nhưng hoàng thượng khó tha. Đại nhân, đại nhân, để cho hắn đi. Đại nhân, đại nhân nhận được bộ câu đưa thư. Để ta xem. Đại nhân, thật không ngờ Ngô Thái Sư cấu kết với người Khiết Đan. Đây, tiên sinh xem. Thái sư năm đó đề cử Dư Tri Chương chính là đã thông đồng nhau lấp vào chỗ trống dùng bí ngải quân đội, nhưng lòng tham vô đấy. Thái sư tham vọng ngày càng lớn, bí mật cấu kết với Khiết Đan vì chút tiền không ngại giả thánh chỉ ăn bớt quân lương. Dư Tri Chương có lẽ ban đầu không quan tâm, nhưng do tham lam vì thế phái người hối lương. Đáng tiếc là Hô Diên tướng quân vô tội bị hại. Thật không ngờ vụ án này lại phức tạp đến như vậy. Hơn nữa còn liên quan đến chuyện Thái sư thông đồng bán nước. Công tôn tiên sinh, tiên sinh cho rằng phải làm sao? Đại nhân, chúng ta hiện không có bằng chứng Thái sư thông đồng bán nước. Đại nhân, tin tức quan trọng này là ai đã gửi đến? Người này sau này ngài sẽ biết. Kẻ thần bí lần này có thể lập đại công. Lão gia, tiểu thư và Mã thị vệ về đến. Dì nương đâu? Đang hỏi cô đó. Trần Thiếu Xuân biết bao chuyện chứ, còn hai ngày nữa bị rơi đầu, sao lại không chịu đợi thêm hai ngày chứ? Hơn nữa hoàng thượng hạ chỉ không được dùng đại hình, hai ngày sau bao chuyện chết đi. Đại ấn Khai Phong phủ là của ngài. Đa tạ thái sư. Trần Thiếu Xuân chưa chết, lão phu lúc nào cũng lo lắng. Thái sư xin yên tâm, chỉ cần tại hạ trấn giữ Khai Phong phủ, quyết không để hắn sống sót. Nếu hoàng thượng ra mặt bảo vệ, tại hạ không để hắn ra công đường, ở trong tù giải quyết hắn. Hắn là cháu ruột của hoàng thượng, ngài phải nghĩ cách vẹn toàn sạch sẽ. Tại hạ hiểu rõ. 7-8 tháng qua lão phu luôn sống trong hoảng sợ, mỗi lần nhìn thấy chữ thọ này trong lòng lại hoảng lên, cảm thấy bao chuẩn tặng chữ này là có dụng tâm. Ông ta hy vọng lão phu đến ngày thọ chung vô cùng độc ác. Nếu đã không may, sao thái sư không lấy xuống? Không, qua mấy ngày nữa bao chuẩn chết đi, lấy xuống cũng không muộn. Tiểu thư, thưa cha, nữ nhi bất tài, không hoàn thành sứ mệnh. Nào nào, con gái ngoan, mau đứng lên. Có chuyện gì từ từ nói, được không? Đại nhân, tôi và tiểu thư khi đến Lô Châu thì nhị phu nhân đã bị kẻ mạo danh người của Khai Phong phủ đến đón đi. Chúng tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng đuổi không kịp. Đại nhân, cha. Đại nhân đừng lo, chuyện này để tôi đi điều tra tỉ mỉ. Ngài đừng lo.
Đoan Nhi, tiểu thiếp của Bao đại nhân, có phải là cha sai người đến đó? Hỗn sự, xa nhà nửa năm, vào cửa không biết gọi tiếng cha, thật quá vô lễ. Quốc của gia giờ vậy, sao cha phải làm vậy? Ngươi, Đoan Nhi, Đoan Nhi, về đến rồi. Mẹ, Đoan Nhi về rồi. Mẹ lúc nào cũng nhớ đến con. Sao con không về nhà? Sao con không về nhà vậy? Nói về nhà làm gì? Trong mắt nó đâu có cha mẹ này. Lão gia, tại sao hai cha con vừa gặp đã cãi nhau? Quay lại. Nào, để mẹ nhìn con. Ốm nhiều lắm. Mẹ bảo nhà bếp nấu cho con mấy món ngon. Con ăn cơm nha. Nào, đi. Đi con. Thái sư cần chi tức giận? Quốc cụ chỉ nhất thời không vui. Đứa con này càng lúc càng không nghe lời. Lão gia, lão gia, Bao đại nhân cầu kiến, mời vào. Dạ, lão gia. Hắn tới đây làm gì? Bất giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thái sư cần cẩn thận. Tôi thấy Bao Chẩn vì Trần Thiếu Xuân mà đến. Chẳng lẽ Trần Thiếu Xuân nhận tội? Cho dù Trần Thiếu Xuân nhận tội, thái sư cũng không cần sợ. Chuyện ám sát Bao phu nhân và Trương Như Tá cũng không có gì đáng lo. Đến lúc đó Bao Chẩn vẫn chết. Lão phu hiểu rồi. Ngài tránh mặt một lát để lão phu đối phó. Dạ. Bao đại nhân, mời. Bao Chẩn đến làm phiền thái sư. Bao đại nhân giá đáo không đón được từ xa. Sự việc thế này, Bao Chẩn nhận xử lý một vụ án mạng. Án này lại liên quan đến Bao Chẩn. Đúng lý Bao Chẩn phải tránh mặt, nên mới cố ý mời thái sư đến Khai Phong Phủ ngồi công đường xem xử án. Không biết sao hôm nay Bao đại nhân lại xem trọng lão phu đến như vậy. Trước đây khi xử án không hề thấy gọi lão phu đến giám sát. Chuyện là vậy, vụ án mạng này liên quan đến hoàng thân quốc thích. Bao Chẩn không dám xử như án thường, nên phải phiền thái sư cùng đến thẩm án. Hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ Bao đại nhân định sử dụng long đầu trảm? Dương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Lão phu không có lòng dạ nào quan tâm đến vụ án này. Hơn nữa, tiểu nhi sắp thành thân, chuyện nhà bận rộn. Lão phu không có vinh dự hạ cố đến Khai Phong Phủ. Xin Bao đại nhân tha thứ. Quốc cụ sắp thành hôn. Đúng vậy. Đáng tiếc Bao đại nhân không còn thời gian đến uống rượu mừng của tiểu nhi. Ta nghĩ bây giờ khoan nói không được. Bao đại nhân, chỉ còn hai ngày, ngài phải trình hoàng thượng kết quả rồi, đúng không? Ta nghĩ thái sư không cần bận tâm. Bao Chẩn tự có kết quả trình lên hoàng thượng. Nhưng mà xem ra thái sư đối với thỉnh cầu của Bao Chẩn hình như không đồng ý. Không sai. Trừ phi có ý chỉ của hoàng thượng, lão phu mới dám tuân mệnh. Chuyện này chỉ cần thái sư tự mình giải quyết là được. Kinh động đến hoàng thượng chỉ bất lợi cho thái sư. Hỗn láo. Phủ thái sư là chỗ cho ngươi nói sao? Thái sư bất giận. Công tôn tiên sinh nói ra cũng là lời thật lòng. Không biết là thái sư có nhận ra lọ thuốc này không? Lão phu sớm biết ngài sẽ làm vậy. Ngài muốn gạt lão phu đến Khai Phong Phủ, gạt không thành thì đe dọa. Lão phu nói thật cho ngài biết, chai thuốc này của lão phu thì sao? Ngài tố cáo lão phu được không? Lọ thuốc độc này khắp nơi đều có, đây không thể là chứng cớ. Ngài tố cáo lão phu giả mạo thánh chỉ. Nếu như lão phu có ý đó, ngài đã tìm không được. Lão phu đã đốt nó đi. Đáng tiếc là thời hạn hai ngày nữa phải chết sắp đến rồi. Lão phu không có thời gian tiễn ngài. Tốt. Vậy Bao Chẩn cáo từ. Bao đại nhân,
Lão Phu sở dĩ gặp hung quá lành, gặp nạn thành may, tất cả đều do nửa năm trước Bao Đại Nhân tặng cho chữ thọ. Trong đại thọ 70 của Lão Phu, nhận được chữ thọ của Bao Đại Nhân, thật đúng là ngôi sao may mắn. Khuyển tử trở về báo, tiểu thiếp của Bao Đại Nhân bị người ta bắt đi, lại tìm không thấy. Khuyển tử còn nói, tiểu thiếp đang mang thai con của ngài, sắp sinh em bé. Bao Đại Nhân hãy chuẩn bị một vài lượng bạc để chuộc tiểu thiếp và con trai về đi. Bọn chúng nhất định sẽ há cái miệng sư tử ra đòi tiền chuộc. Nếu ngân lượng Bao Đại Nhân không đủ, Lão Phu có thể cho mượn. Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Không dám làm phiền Thái Sư. Cáo từ. Tiễn khách. Bao Đại Nhân mời. Thái Sư, xem ra Bao Chuẩn đã chịu thua. Tục ngữ nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến ngày cuối hắn không thể không thua. Ngựa của tôi. Có người cướp ngựa. Có người cướp ngựa kia. Thái sư không mắc câu. Chúng ta cũng không làm gì được. Có thể bắt Tống Kỳ, ngày đêm tra hỏi. Có Trần Thiếu Xuân làm chứng, không sợ hắn không khai. Đại nhân, mặt tướng xin đi bắt Tống Kỳ. Mặt tướng xin đi. Không cần ngồn ngào. Các người bắt được Tống Kỳ, hắn cũng giống như Thái Sư, một mực phủ nhận. Bởi vì bọn chúng đều biết Lão Phu không còn thời gian. Chỉ cần kháng cự thêm một ngày, hắn sẽ yên bình vô sự. Có đánh chết bọn chúng, chúng sẽ không nhận tội. Lão Phu đã xem thường bọn chúng, không nên đến phụ Thái Sư. Không những chẳng ích gì, còn để cho bọn chúng làm cho nhục nhã. Thật không nên đi. Đại nhân, chỉ còn hai ngày, ngài không thể ở yên chờ chết. Đúng, hai ngày. Trong hai ngày chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều này cho thấy ta vẫn còn có cơ hội. Ta có chết cũng phải liều dáng một phen. Cha. Cha. Thù Quyên, cha đang định tìm con. Cha muốn nói với con một chuyện. Nghe xong con nhất định không được buồn. Xin cha cứ nói. Con có biết Quốc Cửu sắp sửa cùng tiểu thơ Tống Kỳ thành hôn. Cha, con hiện giờ không nghĩ đến chuyện gì khác. Con sống được đến ngày hôm nay là vì muốn thấy cha trả thù cho con gái. Thù Quyên, cha nhất định sẽ trả được thù cho con. Cha, cha đừng gạt con nữa. Lúc nãy con đã nghe rồi. Cha chỉ còn sống hai ngày. Đúng, là hai ngày. Hai ngày thì chẳng phải vẫn còn cơ hội sao?